Lời đầu cho em xin gửi tới trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên miền Tổ quốc. Qua đây em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như các bác thường xuyên theo dõi ủng hộ đăng ký và like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành cũng như động viên của các bác ở trên kênh YouTube để kênh của em ngày càng hoàn thiện. Em xin cảm ơn các bác đã có nghiệm chơi audio, đã truyền kinh nghiệm cho em để em được hiểu biết thêm. Thì hôm nay là ngày 25 tháng 6. Em tiếp tục làm cái video giới thiệu đến các bác một thớt Equalizer của hãng Sơn Xui với model là V11. Thì trước đầu này được sở hữu size ngang là size ngang 20, chiều cao của nó 7,5 cm và chiều sâu của nó là 27 cm. Ở trước đầu này có chức năng đây chuyển chọn đường cổng vào này, chọn chỉnh nhạc yêu thích này. Đấy. Rồi là chế độ chỉnh equi, chế độ chỉnh đèn vẩy nước. Đấy. Rồi là cả sút dao nó rất nhiều chức năng. Đấy. Nó sở hữu trên mặt phao nhôm màu vàng nhé. Màu vàng. Thì trạng này nó có các vết cấn nhẹ đây các bác này, nhẹ này. Em tháo vỏ rồi, để chút nữa em mở cái phần này. Đây có cấn này để các bác chiếm ngưỡng, có chảy các bác nhé. Nó các bác đường vào đấy. Và 1, 2, 3, 4 đường vào các bác ạ. Đấy, 4 đường vào. Nó có đường nguồn ra luôn, nên nguồn ra kết nối với cái chiếc đầu đây. Thì hôm nay em kết nối cái tín hiệu là cái đầu này đường vào, còn đây là đường ra âm đi. Đấy, đường ra âm đi. Đấy. Còn đây là đường vào. Bên đây cũng là đường ra nhưng mà ra của nó là không qua chỉnh hay qua kiểu là đi tích các bác. Một đèn của nó là V11 điện 100V, công suất của nó là 52W. Nó rất nhiều chức năng ra đường loa đây. Đấy. Đấy. Các bác nào mua về chút thêm, nhưng em chủ yếu là chơi hai kênh thôi. Đấy. Vì nó có nhiều cái chế độ chỉnh này, chuyển chế độ hai kênh. Đấy. Còn nữa là chỉnh rất là nhiều các bác này. Đấy. Kiểu âm thanh vòm sút này. Đấy. 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 Chế độ nhạc. Đấy. 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 Rút dao này, âm thanh vòm đấy này, rất là nhiều chế độ các bác ạ. Đấy. Nhìn chơi thì chọn chế độ hai kênh này, các bạn này, hai loa đấy. Này, nói thấp bên trong đây, bên trong các bạn nhé. Dinh nguyên bản, sẽ chữa gì các bạn nhé. Đấy, nguồn to vật vã đây, rất là mới. Đấy. Vì ở Equi thì nó chỉ phần là chỉnh thêm nhạc, tăng thêm âm sắc, nó không có gì đặc sắc lắm, thì là em cũng không giới thiệu kỹ, em chỉ giới thiệu qua các chức năng. Đấy. Đây chọn đường vào đây, nghe. Đây, mà chọn đường vào đây. Đấy, 1, 2, 3, tất cả là 4 đường vào. Đấy. Còn đây là chọn chỉnh nhạc đây. Tông nhạc đây các bạn đấy, nháy đây các bạn đi đấy, bạn xuống là tùy ý của mình chỉnh ra phù hợp đấy. Xuống. Đấy. Đấy. Đấy.
chỉnh chỉnh nó gồm có một dàn đèn vậy. Đây là cái volume to nhỏ các bác ạ. Này các bạn volume được cái công suất ra đấy, công suất ra to nhỏ được các bác nhé. Đấy, to nhỏ thế thích của mình. Đây là chọn các cái chế độ có sẵn. Đèn đây. Đấy, hiển thị. Đấy. Đây, chọn cái hai là trước hoặc là bên sau các bác nhé. Còn đây người còn đây sống nào chờ này em đi đó. Chúng ta ngay nhà phải chọn chế độ này. Bạn là volume to nhỏ tiếng được. Em nhớ những khi mình mặn. Một lời thương, một lời yêu.
Em xin phép được dừng cái video test tại đây. Đấy thì chiếc thớt quay laser này em bán với giá là 1,2 triệu đồng, bao phí ship toàn quốc cho các bác. Đấy, yêu cầu trong cái túi tiền vừa phải mà các bác muốn nghe cái quá trình bộ lọc equalizer thì các bác mua cái sản phẩm này rất là phù hợp. Đấy, chất âm của nó rất là hay. Đấy, giá em bán là 1,2 triệu đồng, bao phí ship toàn quốc. Các bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp với em với số máy là 0907 223 269. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.